Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm các ông bà Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử, Nguyễn Thị Phượng có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường An Hải Tây, quận Sơn Trà trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà đã thông tin khái quát về chương trình kỳ họp. Các nội dung chính sẽ được đề cập thảo luận tại kỳ họp thứ 7 sắp tới và thông báo trả lời ý kiến cử tri đã phản ánh trước đó. Buổi tiếp xúc lần này, cử tri phường An Hải Tây, quận Sơn Trà kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực tổ 21 An Trung, phường An Hải Tây, sớm triển khai quy hoạch khu dân cư An Trung 1B, vấn đề đặt tên đường và xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống đường mời chào khách các quán nhậu gần chợ Hà Thăng rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Các cử tri cũng đề nghị cần có biện pháp giải quyết chính sách cho người có công cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Các vấn đề ô nhiễm phía sau trung tâm hành chính quận Sơn Trà hiện tại, bởi vì cái khu vực đó là khu vực giải tỏa lâu năm rồi, mà hiện tại bị ô nhiễm từ ngày mà hình thành cái khu trung tâm hành chính quận Sơn Trà hiện giờ, dân ở đó rất bức xúc. Bị cái hàng năm là cái nước mùa nắng thì hôi hám, thứ hai là cái mùa mưa thì nước hàng lại ngập với khu vực này chứ thấp nhất của hầu như toàn khu vực của quận này luôn đấy. Cử tri phường An Trà chúng tôi rất quan tâm về vấn đề trật tự vỉa hè, ví dụ như quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà thì làm công tác vỉa hè theo đường trận đạo rất tốt, nhưng bên quận Ngũ Hành Sơn người ta họ không làm gì cả, bởi vì là họ cho là dân bên đó qua ngay cái đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi, đầu cầu cao đấy, là buôn bán gây mất trật tự, thậm chí hàng trăm hàng mấy chục đứa lên giữa cầu để mà uống ăn rồi có cái vấn đề xì ca ma túy trên đó nữa. Thì tôi đề nghị với thành phố sẽ giải quyết cái vụ này, phải làm cho nó đồng đều, bên làm bên không là nó không công bằng được. Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà sẽ chuyển đến cơ quan có chức năng và sẽ kiến nghị với Hội đồng Nhân dân trong kỳ họp tới để sớm giải quyết những yêu cầu chính đáng của bà con cử tri.